Như thường lệ, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đầu năm 2025 vẫn sẽ khiến người xem phải phân vân khi liên tục cho ra mắt vô số dự án mới. Trong đó, có nhiều bộ phim ngôn tình hấp dẫn, có lượng fan nguyên tác đông đảo, cùng với sự tham gia của nhiều tiểu sinh và tiểu hoa. Trong video hôm nay, hãy cùng Cbiz Film điểm qua 10 dự án ngôn tình hiện đại nổi bật dự kiến lên sóng trong năm 2025 nhé! Tình yêu có pháo hoa, Đàn Kiện Thứ, Vương Sở Nhiên. Tình yêu có pháo hoa khắc họa cuộc sống và công việc của những con người trẻ tuổi dưới những áp lực của cuộc sống và công việc. Nữ chính Tiền Phỉ, do Vương Sở Nhiên thủ vai, là một nhân viên ngân hàng đầu tư xuất sắc. Cô đang đắm chìm trong kế hoạch cuộc sống hạnh phúc nhưng nào ngờ vị hôn phu của cô lại chia tay. Từ đây, cô bắt đầu vạch ra con đường mới cho mình. Trong khi đó, nam chính Lý Diệc Phi, do Đàn Kiện Thứ thủ vai, vốn là thiếu gia của một gia đình giàu có nhưng lại một lòng muốn tự tay tạo nên sự nghiệp riêng. Nhưng người bạn gái của anh lại không thể sống những ngày tháng khởi nghiệp với hai bàn tay trắng nên đã quyết định rời bỏ anh, khiến cho Lý Diệc Phi trở nên nhạy cảm và có phần xem nhẹ chuyện tình cảm. Duyên số sắp đặt để Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ gặp gỡ nhau, Lý Diệc Phi tình cờ thuê được một căn phòng của Tiền Phỉ, mối duyên oan gia ngõ hẹp cũng nảy sinh. Khởi đầu bằng mối quan hệ chủ nhà và khách thuê nhà, hai người hợp tác trong công việc, liên tục xảy ra xung đột tranh cãi. Sau hàng tá những hiểu lầm, hai người mới dần nhận ra những ưu điểm của nhau, dần yêu nhau sâu đậm và cùng kề vai đối mặt với tương lai. Khó dỗ dành, Bạch Kính Đình, Trương Nhược Nam. Sở hữu lượng fan đông đảo từ tiểu thuyết gốc, dự án phim Khó dỗ dành nhận được sự quan tâm của khán giả yêu mến phim truyền hình Hoa ngữ. Không có quá nhiều tình tiết gây cấn hay ngược tâm như những bộ truyện khác, Khó dỗ dành thiên về thể loại chữa lành, khi mà một tăng diên do Bạch Kính Đình thủ vai, một chàng trai có bản chất cao ngạo, nhưng anh chàng lại tình nguyện cúi đầu trước Ôn Dĩ Phàm do Trương Nhược Nam thủ vai, một cô gái nhỏ phải chịu đựng quá nhiều tổn thương từ chính những người thân của mình. Cậu thiếu niên tăng diên ấy như ánh sáng sưởi ấm cuộc đời cô độc của Ôn Dĩ Phàm, cũng chưa từng vì cô nhiều lần trốn chạy mà lựa chọn rời xa. Thật may mắn là tăng diên vẫn luôn thích Ôn Dĩ Phàm và cũng có đủ khả năng để chữa lành những tổn thương của cô. Chắc chắn rằng sau này, người con gái đó sẽ không bao giờ phải ở trong đêm tối không một bóng người, một mình cố tiêu hóa những nỗi đau khổ nữa. Khó dỗ dành là câu chuyện tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng xen lẫn những nốt nhạc trầm buồn của cuộc sống, hứa hẹn sẽ sưởi ấm những trái tim trưởng thành. Ngoài những tình huống lãng mạn tình cảm giữa hai nhân vật chính, chúng ta còn bắt gặp trong đó những tình huống giờ khóc giờ cười khi họ chung sống trong cùng một mái nhà. Các hình ảnh, nét vẽ chân thật, rõ nét, tự nhiên đã khắc họa được tính cách của hai nhân vật chính, góp phần thêm vào sự hấp dẫn cho câu chuyện. Giữa muôn vàn câu chuyện tình yêu đời thực đầy sóng gió, thì đây có lẽ là một câu chuyện giúp người xem cảm thấy yên bình, len lỏi từng chút đến cảm xúc muốn yêu của giới trẻ, khiến cho các cô gái có niềm tin hơn vào tình yêu, rằng cho dù hoàn cảnh nào, dù có gặp người không tốt thì rồi vẫn sẽ có một người xứng đáng hơn đến với mình, một lòng với mình như tăng diên vậy. Suỵt, Nhà Vua Đang Ngủ Đông, Ngô Thư Hân, Lâm Nhất. Cái tên tiếp theo trong danh sách chính là bộ phim Suỵt, Nhà Vua Đang Ngủ Đông, do Ngô Thư Hân và Lâm Nhất đóng chính. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa cô nàng họa sĩ truyện tranh xinh đẹp Vệ Chi và anh chàng huấn luyện viên trượt tuyết Thiện Sùng. Vì một sự cố, Vệ Chi bị công ty tịch thu cả bút danh lẫn bản quyền các tác phẩm cô sáng tác. Trong lúc đang cảm thấy vô cùng chán nản, Vệ Chi vô tình xem được một đoạn video về các vận động viên trượt tuyết. Điều này khơi gợi cảm hứng sáng tác cho Vệ Chi và để cho ra một tác phẩm chất lượng, cô quyết định tự mình trải nghiệm và tập luyện cùng huấn luyện viên Thiện Sùng. Nam chính Thiện Sùng vốn là một vận động viên chuyên nghiệp nhưng phải giải nghệ sớm vì lý do nào đó. Nhờ có sự xuất hiện của Vệ Chi, anh được tiếp thêm động lực để tìm lại đỉnh cao. Không chỉ vậy, cô gái kiên cường này còn là nhân duyên định mệnh của anh. Hiện tại, Suỵt, Nhà Vua Đang Ngủ Đông chưa có lịch chiếu chính thức. Dẫu vậy, có thông tin cho rằng phim sẽ lên sóng vào đầu năm 2025. Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Triệu Lộ Tư, Trần Vĩ Đình. Dự án Hãy Để Tôi Tỏa Sáng chính thức khai máy từ tháng 6 năm 2024. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Duyệt Nhiên do Kim Hoa Ảnh Thị sản xuất và được cầm trịch bởi đạo diễn Trần Sướng. Vốn dĩ nguyên tắc của phim kể về mối tình chị em, nhưng sau khi lên phim đã thay đổi thành thể loại đại nữ chủ, mọi tình tiết đều xoay quanh nữ chính Hứa Nghiên do Triệu Lộ Tư đóng. Nội dung của Hãy Để Tôi Tỏa Sáng xoay quanh câu chuyện về Hứa Nghiên, một cô gái tài giỏi nhưng lại có vấn đề với bố mẹ cô ấy, vì thế cô đã trưởng thành bên cạnh bà ngoại. Với tính cách không chịu khuất phục, cô được nhận vào một trường đại học trọng điểm ở một thị trấn nhỏ. Cô đơn làm việc một mình gần 10 năm, cuối cùng cô cũng có được chỗ đứng vững chắc ở nơi thành phố xa hoa. Sau đó, cô đã kết hôn với chàng trai tài năng xuất chúng Thẩm Hạo Minh do Trần Vĩ Đình thủ vai, nhưng vì những chênh lệch về xuất thân, cùng sự khác biệt trong suy nghĩ mà hai người dần tạo ra những rào cản với nhau, để rồi cuối cùng họ đã mỗi người một ngã. Chuyện xui xẻo cứ thế ập đến với Hứa Nghiên, sau khi ly hôn, cô bỗng dưng lại bị cho thôi việc. Đối mặt cùng lúc với hai cú sốc về tình duyên và sự nghiệp, Hứa Nghiên nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình và lấy lại bình tĩnh, gạt đi ưu tư. Cô mở ra một hướng đi mới trong sự nghiệp và nhận ra ý nghĩa thực sự của gia đình và tình yêu.
Anh đào hổ phách, Trương Lăng Hách, Triệu Kim Mạch. Dự án Anh đào hổ phách do Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch đóng chính. Anh đào hổ phách được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Vân Trụ, kể về nhóm bạn gồm 4 người: Lâm Anh Đào do Triệu Kim Mạch thủ vai, Dư Tiểu, Đỗ Thượng, Thái Phương Nguyên nghịch ngợm và cá biệt có tiếng với biệt danh Tứ Nhân Bang, cùng nhau rong ruổi, chơi đùa khắp khu phố. Năm 9 tuổi, Anh Đào gặp Tưởng Kiều Tây do Trương Lăng Hách thủ vai. Khi đó Tưởng Kiều Tây chuyển trường và dần hòa nhập với cuộc sống ở khu công trường đã gặp gỡ Kỳ Lạc và gia đình của cô. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè và đã có khoảng thời gian thơ ấu tươi đẹp nhau bên nhau. Câu chuyện thanh mai trúc mã của họ đã bắt đầu từ đây. Vì một vài biến cố, Lâm Anh Đào và Tưởng Kiều Tây xa cách rồi lại gặp lại nhau ở trường thực nghiệm và đến với nhau bởi tình yêu thanh xuân vườn trường, ngây thơ trong sáng nhất. Nhưng rồi Tưởng Kiều Tây lại đột ngột biến mất mà không một lời từ biệt. Mãi đến nhiều năm sau, Anh Đào và Tưởng Kiều Tây mới gặp lại nhau và bắt đầu lại chuyện tình còn dang dở của thời thanh xuân. Lữ Kính, Lý Lan Địch, Đàn Kiện Thứ. Dự án Lữ Kính được khai máy từ tháng 12 năm 2023 do Đàn Kiện Thứ và Lý Lan Địch đảm nhận vai chính. Lữ Kính là dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết Ký ức Lạc Ngân Hà của tác giả Đồng Hoa, thuộc thể loại ngôn tình hiện đại pha lẫn nhiều yếu tố kỳ ảo. Nội dung phim xoay quanh cuộc gặp gỡ và mối quan hệ giữa Tô Tranh Tranh do Lý Lan Địch thủ vai và Đường Kỳ do Đàn Kiện Thứ thủ vai. Nữ chính Tô Tranh Tranh là một cô gái có ngoại hình bình thường bỗng trở thành một người có thể thay đổi tướng mạo nhờ một vật có tên vòng tay bộ lọc. Đây là một sản phẩm công nghệ cao giúp người sở hữu nó có thể biến thành bất cứ tướng mạo nào mà mình muốn. Tô Tranh Tranh đã sử dụng vòng tay bộ lọc để biến thành nhiều thân phận khác nhau, tận hưởng niềm vui sướng với nhiều thay đổi tốt đẹp. Mặc dù có được sự thay đổi ngoạn mục trong cuộc sống nhưng Tô Tranh Tranh không hề sử dụng vào mục đích xấu, thậm chí cô còn giúp đỡ kẻ yếu và biểu dương chính nghĩa. Trong lúc Tô Tranh Tranh ra tay hành động dưới các thân phận khác nhau, cô đã có duyên quen biết Đường Kỳ, cả hai cùng hăng hái nhiều việc có ý nghĩa với nhau. Đường Kỳ đã rung động với cô nàng Tô Miểu, coi Phương Cẩn là người anh em có chung chí hướng, tán thưởng sự lạc quan của Toàn Thắng Đường. Những Tô Tranh Tranh hết lần này đến lần khác vì để giữ bí mật của mình mà buộc lòng phải nói dối, khiến cho Đường Kỳ liên tục chịu đả kích. Đường Kỳ sau đó mắc bệnh về mắt và trở nên ngày càng nghiêm trọng, Tô Tranh Tranh cũng vì vậy mà áy náy vô cùng. Sau này Đường Kỳ vạch trần được chân tướng mà Tô Tranh Tranh giấu kín bấy lâu, anh cuối cùng cũng biết rõ người trước giờ mình yêu vốn chỉ có mình cô. Cả hai quyết định bày tỏ nỗi lòng của mình đối với đối phương và còn cùng nhau làm nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống. Hoán Vũ, Trương Tịnh Nhi, Châu Dực Nhiên. Dự án Hoán Vũ là câu chuyện kể về hành trình trưởng thành gai góc, trông trên của nữ chính Kiều Thanh Vũ do Trương Tịnh Nhi đảm nhận, dưới sự bầu bạn và giúp đỡ của nam chính Minh Thịnh do Chu Dực Nhiên đảm nhận. Câu chuyện bắt đầu với cái chết đột ngột của người chị Kiều Bạch Vũ đã khiến cho cuộc sống của Kiều Thanh Vũ hoàn toàn bị đảo ngược. Mọi thứ đều trở nên u ám tối tăm, không chỉ vậy cô phải chịu đựng những lời đồn đại cay nghiệt về cái chết của người chị. Biến cố này khiến cho gia đình cô buộc phải chuyển đến thành phố khác sinh sống. Mong muốn giúp gia đình trở lại với cuộc sống bình thường, Thanh Vũ quyết tâm phải tìm ra nguyên nhân thật sự gây ra cái chết của chị mình. Quyết định này đã khiến cho Thanh Vũ gặp rất nhiều khó khăn, đối mặt với định kiến, điều tiếng, không nhận được sự thấu hiểu, cảm thông từ người thân, họ hàng. May thay, Thanh Vũ vẫn có một Minh Thịnh luôn ở bên động viên, bầu bạn và ra sức giúp đỡ cô vô điều kiện. Cả Trương Tịnh Nhi và Chu Dực Nhiên đều đã có cho mình tiếng tăm nhất định trong dòng phim ngôn tình. Thêm vào đó là visual mang hơi thở thanh xuân, nên sự kết hợp giữa hai cái tên này hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên cặp đôi ngôn tình bùng nổ. Cây Oliver màu trắng, Trần Chiết Viễn, Lương Khiết. Trong số các tựa phim ngôn tình hiện đại sẽ lên sóng trong năm 2024, Cây Oliver màu trắng chính là một trong những dự án chuyển thể được quan tâm nhất trong thời gian bấm máy. Sau Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Chiết Viễn liên tục nhận được sự yêu mến và ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Trong phim Cây Oliver màu trắng, Trần Chiết Viễn vào vai lính đặc chủng Lý Toản, kỹ sư gỡ mìn đang làm công tác tình nguyện tại nước ngoài. Khi cô phóng viên Tống Nhiễm, do Lương Khiết thủ vai, đang tác nghiệp tại vùng hỗn loạn này, bất ngờ gặp phải tình cảnh nguy hiểm thì chính Lý Toản là người đã kịp thời cứu cô. Sự ấm áp và tinh thần cao cả của Lý Toản đã hoàn toàn thu hút Tống Nhiễm. Sau 5 lần 7 lượt có cơ hội tiếp xúc với nhau, Lý Toản cũng bắt đầu nhận thấy những ưu điểm nổi trội của Tống Nhiễm. Tuy cô ấy bề ngoài nhỏ nhắn, mềm yếu nhưng thực chất rất dũng cảm, kiên cường, trong lòng tràn đầy chính nghĩa và lương thiện. Chớ trêu thay, khi hạt giống tình yêu vừa nảy mầm, một vụ đánh bom bất ngờ đã tạm đặt dấu chấm hết cho mối duyên phận này. Sau khi trở về nước, cả hai rơi vào vực thẳm cuộc đời. Thế nhưng, duyên phận đưa đẩy để họ trùng phùng và một lần nữa chữa lành lẫn nhau. Xứng đáng được yêu, Vương An Vũ, Vương Ngọc Văn. Bộ phim Xứng đáng yêu với sự tham gia của Vương An Vũ và Vương Ngọc Văn chính thức khai máy vào ngày 08 tháng 03 năm 2024. Nội dung phim kể về số phận long đong của hai người yêu nhau là Chu Thủy do Vương An Vũ thủ vai và Đại Cát do Vương Ngọc Văn thủ vai. Chu Thủy và Đại Cát gặp nhau khi anh đang ở độ tuổi tài hoa nhất còn em đang là lúc chính trực nhất. Tình yêu của họ cũng giống như bao cặp đôi ngoài kia,
đối mặt với tương lai bất định và bao khó khăn đằng trước. Người ta nói tình yêu là trò chơi dành cho những con người dám dũng cảm đối mặt và dám dũng cảm cùng nhau bước qua. Trong 10 năm với vòng xoáy của số phận, Chu Thủy và Đại Cát đã dùng tình yêu mãnh liệt, mặn nồng của cả hai chống lại tất cả những khó khăn, thử thách trong cuộc sống và cũng dùng tình yêu của mình để trả lời cho những sự nghi ngờ, những câu hỏi rằng tình yêu có xứng đáng hay không. Thất Can Tâm Giản, Tống Uy Long, Lưu Hạo Tồn. Khai thác đề tài kỳ ảo, kịch tính với nội dung cải biên từ tiểu thuyết Thất Can Hung Giản của cây bút nổi tiếng Vĩ Ngư, Thất Can Tâm Giản hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện chứa đựng những điều bí ẩn cực kỳ lôi cuốn. Chuyện phim khởi đầu vào thời cổ đại, khối thiên thạch bao bọc những vật thể ngoài hành tinh đột nhiên rơi xuống núi Phượng Tử Linh, mang đến 7 loài sinh vật thần bí. Những loài sinh vật này có thể ký sinh trong cơ thể con người, can thiệp ý thức và xúi dục con người làm chuyện ác. Đại đức sư phụ và các đệ tử của mình đã dùng gỗ thần để làm nên 7 thanh gỗ nhốt bọn chúng vào trong, gọi là Thất Thanh Tâm Giản. Sau đó, họ dùng các mảnh vỡ thiên thạch tạo nên móc phượng hoàng để phong ấn chúng. Những nhân sĩ tài năng tiếp nối chí nguyện của đại đức sư phụ, ghi lại cách phong ấn tâm giản lưu truyền cho đời sau. Trăm năm sau, thanh gỗ tại núi Phượng Tử Linh không rõ vì lý do gì mà lại bị bới ra, khiến cho tâm giản lại tái xuất nhân gian. Tại thế kỷ 21, nhóm thanh niên nhiệt huyết gồm La Nhận do Tống Uy Long đảm nhận, Mộc Đại do Lưu Hạo Tồn đảm nhận và Giang Chiếu do Ngao Thụy Bằng đảm nhận đã hợp lực tạo thành tiểu đội Phượng Hoàng, cùng nhau ra sức thu phục hung giản, bảo vệ cuộc sống bình yên của mọi người. Trên đây là một số dự án phim ngôn tình hiện đại sẽ tiếp tục được trình làng trong năm 2025. Với đề tài phong phú, đa số các cặp đôi diễn viên chính đều là những cái tên được yêu mến hàng đầu hiện nay, tin chắc khán giả sẽ có thể tha hồ đắm chìm trong những câu chuyện lôi cuốn. Bạn có đang mong chờ bộ phim nào trong số những bộ phim ở trên hay không? Hãy chia sẻ ở dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!